được mục tiêu rồi. Chúng tôi đã chiếm được mục tiêu. Chúng tôi bị đít chân ngập. Đít chân ngập vị trí. Chúng tôi. Chẳng ngập vị trí chúng tôi.
再被的镇压。好立即，中队也占着目标。中隊被的鎮壓，佔着目標來。中隊也佔着目標。
chiếm được mục tiêu rồi. Sẽ chăn ngập vị trí, chúng tôi. Sẽ chăn ngập vị trí, chúng tôi. Chúng tôi đã chiếm được mục tiêu.